chúng ta mô hình là chúng ta tính toán lại nó như thế này được không? Rồi thì để mà chúng ta mô hình được cái này nè thì nó cũng dễ thôi các bạn, không có khó ha. Mình sẽ nói một số ý nha, cách để mô hình. Cái mô hình đầu tiên đó là chúng ta mô hình cái cặp này được không? Các bạn thấy cặp này nha, đó thấy không, cặp này chúng ta sẽ mô hình cặp này rồi sau đó mình sẽ mô hình cái đài đây, mô hình cái đài ok không ạ? Rồi sau đó mình sẽ mô hình dàn móng và đà kiềng để làm rào ok không ạ? Vị trí ở khu vực này thì nó không có làm móng cho cái cây cột của thang máy, nó khác với cái mô bằng ha. Thì cái này là mình sẽ cho những cái cột này nó cấy trực tiếp lên trên cái dầm này để cho nó chịu những cái dầm móng này, mọi người thấy không, dầm móng này đó, những cái móng này nó sẽ truyền về những cái móng này chịu đó. Đó là cái ý đồ thiết kế này, thông thường người ta sẽ làm như vậy không? Rồi thì bây giờ sao để chúng ta mô hình này, cái này thầy sẽ vô thì làm luôn ha, thầy làm hết luôn để cho mấy đứa có thể dễ dàng quan sát được không? Bạn không rõ thế nào thì hỏi nha được không? Rồi. Như vậy thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên là những cái móng này, cái móng này, thì mình có thể là gì? Đây, đây là cái móng mình. Đây. Đó, bạn thấy chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ mô hình cho nó. Thì cái hệ móng nó nằm ở đây. Ok, không ạ? Đây ha. Rồi, như hôm trước thì đã nói cái phần mô hình này là dùng để tính phần thân. Bây giờ mình xử lý cho móng thì mình phải tách nó ra một cái mô hình mới đúng không? Thì nghĩa là mình phải select lại này. Được chưa? Đó. Rồi mình đặt tên nó. Rồi. Để mình lưu lại cái file này thôi, đúng không? Được. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống thằng tay. Thằng tay này. Ok. Đó. Okay, đây, bài. Những cái dấu cộng này là cái gì? Dấu cộng này chính là những cái cột, các bạn rõ không nè, đi lên đó, cái cột chưa? Dấu cộng này chính là cái cột ok không ạ? Cái cột này đây. Ok nhé. Rồi dấu cộng này là cột. Rồi bây giờ mình sẽ mô hình tương ứng nha, mô hình cái này, này. Thì đợt cách này đó là mình sẽ sử dụng phương pháp là bắn điểm, bắn điểm. Đây, ví dụ như những cái móng nó hơi xéo như thế, nó khó chịu như vậy đó. Thì mình sẽ cũng phải mô hình giống vậy luôn nha các bạn, phải xử lý ở mô hình giống vậy luôn. Thì đây ví dụ mình mô hình cái móng M4 này. Trường hợp này mình sẽ không làm cái này cũng được các bạn, tại cái cột phần rào này có thể là mình đưa cái console này mình gắn được đó, không cần làm cái này cũng được, các bạn hiểu ý tôi nói không? Cái cột phần rào này không cần làm cái móng nó cũng được, mình tìm cái móng này chịu cũng được, nó không phải một cái móng gì hết. Rồi còn muốn mô hình nó thì cũng được thôi, nhưng mà hơi mất công một xíu. Ok. Bây giờ thầy sẽ mô hình ha. Thôi bây giờ mình sẽ mô hình cái khó chứ việc cái dễ này để sau. Đây. Đây mình muốn mô hình đó. Mình sẽ đo nó. Các bạn nghe, đo từ đây đến đây. 700 này. Này. Cắt đến cái tim của cái cột này các bạn. Tim của cột nha. Đó, 450. Là phương này 450 ok chưa?
Còn cái điểm này nè, mình cũng phải đo cái móng này ra luôn. Này, đo tới đây là 750. À, từ đây đi lên 1.000 rồi. Được chưa? Thì đây là cái dự kiện. À, mình chỉ mọi người làm một cái móng, là cái móng thì các bạn biết làm thôi. Đây nha, dự kiện nha. À, mà cái điểm đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp bắn điểm. Mình sẽ bắn từ cái trọng tâm của cột này, bắn ra đây. Được không? Theo phương x là 450, theo phương y là 700. Rồi nhé, sẽ bắn điểm này. Đây là cái móng của mình này. Mình phóng to lên một xíu cho mọi người coi nha. Đây, ở đây này. Các bạn thấy không? Nói nè. Rồi, bắn điểm này. Được không? Cái này mình ngập nhiều rồi. Vô. X nè. 450. Y nè. 700. Nhấn vào đây. Được một điểm. Và nhập dấu trừ. Thì chúng ta được điểm thứ hai, đúng không? Sau đó chúng ta lại bắn cái điểm này nè để mình hỗn mô hình cái móng, đúng không? Bắn cái điểm này thì nó là 750 và 1.000. Thì mình nhập chỗ này đó là bao nhiêu? 1.000. Phương này sẽ là 750, được không? Và chúng ta muốn vẽ một hình chữ nhật, chúng ta phải có đường chéo, đúng không? Như vậy thì mình chỉ cần cho là không và cái này mình cho dấu trừ thì chúng ta sẽ được một đường chéo, ok không? À, mình sẽ mô hình trước một cái móng nha, móng giống như hôm trước, hãy copy nè, móng móng này cao 800 nha. À, mình vẽ cái móng bằng hình chữ nhật này. Ok chưa? Bị chặt. Đó, nó vậy thôi. Đó, thì mình đã mô hình được cái móng, thấy không? Đây là hai cái điểm tập, hai 3D này, 3D chỗ các bạn rồi. Các bạn thấy chưa? Phương pháp này người ta gọi là phương pháp là mô hình tính toán móng đồng thời phần khung trục. Đây là một trong những phần thiết kế mới hiện nay. Cái này, đó, chứ hồi xưa là người ta phải tách ra các bạn, phải tách liền cái chỗ này một tính. Nhưng hiện nay là phần mềm là nó làm được hết rồi các bạn. Mình sẽ mô hình đồng thời. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy rồi, móng rất rõ luôn nè. Nếu như em thích mô hình cái cặp đó, chúng ta cũng mô hình được luôn nha các bạn. Mô hình cặp này, chúng ta thích chúng ta sẽ mô hình được luôn. Nào, mô hình được các bạn. Được. Nếu không phải học được, mô hình bình thường. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ mô hình tiếp gần những vị trí còn lại. Được không? Rất hiểu không? Không khó đúng không ạ? À? Phương pháp mô hình không khó. Nắm cái phương pháp mô hình trước đã. Đấy, cứ như vậy các bạn làm ha. Bây giờ các bạn muốn làm không? Mình để thời gian cho các bạn làm cho nó vui, nó có gì khó đâu. Đấy, mình bắn thử một cái móng đi, quen tay quen chân. Ông sau này cũng phải làm thôi, làm không? À, làm thử ha, ok không? Thử đi mọi người, bắn thử một cái móng này. À, cho mọi người bắn điểm một cái móng, cho mọi người 5 phút nha, 17:20 nha. Ok, 17:20 mình tiếp tục, rồi làm đi, làm đi. Bạn nào mình cuối số lại thì hỏi. Tắm tí cho nó vui, không? Tắm gì có cả.
Ok chưa? Được không? Rồi, ok tiếp tục nha. Đó, thì sau khi mà mình đã làm được cái này rồi, bây giờ mới đầu mình sẽ đi xử lý cái cọc này. À, cái cọc này thì cái chạc trời mưa. Đợi xíu mình đóng cửa sổ nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xử lý cọc nè. Cái cọc này mà chúng ta muốn mô phỏng nó là cái cọc á thì chúng ta phải tiến hành làm có động tác tài liệu thì mới gửi cho mọi người này. Đó là mình phải gắn cho nó một cái spring giống như là cái bóng băng vậy đó, thì mình sẽ gắn spring cho nó, nhưng mà spring đó là spring của nền đất. Không, thì cái cọc này á và cọc và lát nền này, xem nó như là một cái lò xo, nó sẽ có một cái độ cứng là cao. Thì cái giá trị K này nè, thực tế mà chúng ta muốn lấy chính xác nó đó là chúng ta phải có một cái thí nghiệm nắng tĩnh ngoài hiện trường. Nhưng hiện tại á, mình thiết kế thì mình chưa có cái bước đó. Vậy thì làm sao đây? Thì khi mình nắng tĩnh ngoài hiện trường á, thì mình sẽ ra được cái lực nén cọc này và cái độ lún của cái cọc đó. Thì nó người ta sẽ gửi lại cho mình cái giá trị này và mình sẽ nhập lại trong mô hình. Đó là sau khi là mình đã ra hiện trường mình nắng tĩnh ha, thì mình sẽ có được. Còn bây giờ không có thì chúng ta sẽ giả định nha mọi người. À, cái B này á thì mình sẽ lấy bằng cái B thiết kế. Ví dụ thiết kế của mình là 50 tấn thì mình sẽ lấy B là 50. Được không? Đấy. Còn độ lún này á thì thông thường mình sẽ chọn từ 1 đến 2 cm. Thì mình có thể lấy trung bình khoảng 1.5 cm để mình thiết kế cho cái móng này trước đã. Sau đó thì sau khi có thí nghiệm đến tỉnh hiện trường thì mình sẽ quay lại mình kiểm tra lại. Nếu như phương án này nó chưa đủ thì mình yêu cầu bổ sung, các bạn hiểu không? Chứ không cái bài toán móng cọc này nó không phải là thiết kế trên giấy là xong đâu mọi người, nó còn phải ra ngoài hiện trường nó nắn thử nữa, nó ép cọc thử nữa nha, thì nó mới biết được cái nền đất đó đó là nó như thế nào, nó yếu nó tốt và khả năng nó chịu được bao nhiêu. Còn bây giờ người ta thiết kế thì người ta đâu biết đâu, bây giờ tôi ngồi trên máy tính vậy tôi đâu biết được ngoài mảnh đất ngoài đó là nó tốt nó yếu là nó chịu nổi bao nhiêu đâu, đúng không? Thì bây giờ mình muốn biết được thì mình phải làm ép thử cọc, người ta gọi là tiến hành ép thử. Ép thì thử tối thiểu là ép thử 2 cọc, một dự án tối thiểu mà ép thử 2 cọc, nhiều nhất là được khoảng 1%, khoảng 1% số lượng tổng số lượng cọc đó mà ha. Rồi đó, thì mình giảm một số ý cho các bạn hiểu về cái cách làm việc của cái móng cọc này. Thì mình đánh giá là cái móng cọc này nó sẽ làm tốt hơn cái móng bằng đó, tốt hơn vậy. Tại vì nó có kiểm tra cái nền đất ngoài hiện trường các bạn, thành thử là nó mô phỏng được cái khả năng chịu tải của cái nền đất đó thực tế, tại vì người ta ép thực tế mà, không hả? Rồi thì bây giờ mình sẽ coi cái B thiết kế của mình đó là nó bao nhiêu nha. Đây, chiều sâu dự kiến là 9 mét nè, cái này thì mình lấy theo cái yêu cầu của bên ép cọc á. À, cái thằng ép cọc nó nói với mình là cái khu vực này nè thì khoảng 9 mét thôi, thì mình sẽ cho nó ép 9 mét. Thì nếu mà nó nói 9 mét nhưng mà ra ngoài nó có thể nó ép 10 mét, thì nó sẽ ngắn hơn 7 mét thì nó bình thường như các bạn
chứ không có chứ không phải là mình là thần thánh đâu mà mình biết ép bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu đâu các bạn. Mình thiết kế thì một phần thôi, nhưng mà ra ngoài có thể ép khác, chiều dài sâu nó khác, tại vì đôi khi các bạn hiểu là nền đất ở đâu đồng nhất đâu, có chỗ này cũng chỉ 9 mét thiệt nhưng mà cách đó khoảng 2 mét thôi, nó có cục đá không, ép xuống cục đá nó đâu xuống nữa đâu mọi người, thì thôi đúng chưa. Rồi ở đây dự kiến là 40 tấn này, 40 tấn này sẽ quyết định sức chịu tải khi có kết quả thí nghiệm điện tử. Lực ép mát ngoài hiện trường mình sẽ cho nó là 90 tấn, nghĩa là khoảng gần gấp, hơn gấp đôi đúng không, và cái này là khoảng 1,5 lần bên mình đó. Thì lúc nào mình ép nó cũng phải lớn hơn cái bề thiết kế nha mọi người, lớn hơn một nửa đó. Ví dụ như là bề thiết kế 40 tấn thì mình cho cái bề ép đó là khoảng 80 tấn, ở đây mình cho luôn 90 tấn luôn á, để mình kiểm tra thử, mà kiểm tra thử xem nữa là nó chịu được bao nhiêu. Chịu được bao nhiêu. Rồi ok, mình sẽ đi nhập cái độ cứng này vô nha các bạn. Thì chúng ta sẽ nhập như thế này, đối với etag và xếp thì chúng ta đều làm giống nhau phải thôi. Mình sẽ chọn cái cọc, sau đó mình vào assign này, rồi zone và spring là phía dưới của phần trên, thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị vào. Còn đối với trong xếp thì chúng ta vào assign và spot data và bold spring vậy thôi, đi chen nhau thôi các bạn thấy không ạ. Đây ví dụ mình sẽ nhập cho bằng câu nha, chọn hàng hàng lúc này vô đây đó. Hồi xưa thì etag nó không có chức năng này nha mọi người, nhưng mà đối với những etag đỡ cao thì nó đã có rồi, tại vì chúng ta không cần phải super shape nữa thì không ạ. Rồi đây nha, nhập tại phương Z nha. 40 tấn là 400 kg, độ lún giả định là 150 cm, tương ứng là 0,015 m. Thì cái này thì kinh nghiệm của thầy á, thì phương X phương Y đó thường người ta bỏ không, nhưng mà tôi á, thường tính 10% của phương khác. Cái này mình sẽ nốt lại một xíu cho các bạn nha. Thì người là cái ảnh hưởng đến cái lực xô ngang á, là lực dọc này, lực trục này. Thì này còn hai cái phương này nè, thì thường mình tính là 10% của phương trang. Okay. Bằng 10% phương trang. Phương X phương Y nè, còn phương Z thì mình lấy 100% nha. Đây. Rồi mình sẽ nhập vô. Ok, nhập lại đó, thì thôi chúng ta sẽ được cái sản phẩm như thế này. Thì là mình đã mô phỏng hoàn chỉnh một cái móng cọc, và cứ như vậy chúng ta làm tiếp cho cái móng này. Được không? Được không thể làm. Thì cái đó là vấn đề về thời gian thôi đúng không, vấn đề thời gian thôi. Thì mình có thời gian thì mình cứ từ từ mình mô hình là được ha. Rồi ok, thì bây giờ mình nghĩ mọi người cũng sẽ làm được thôi, nếu mọi người thích và mọi người dành thời gian đúng không, thì mình sẽ làm hết luôn. Thì thường mình sẽ làm như thế này nè, với cái nhà này mình làm một cái thôi, sau đó mình sẽ tiến hành được ảnh gì không biết không, copy. Mình thấy thằng này này với thằng này nó giống nhau đúng không, thì mình tiến hành mình copy. Các bạn xem cách mình làm nha. Đầu tiên mình sẽ chọn móng nè, các bạn xem cách tôi chọn nha, tôi không có chọn dày nha quý vị, chọn dày là bạn chọn luôn cái điểm này nha, cái điểm này chính là cái cột mà chọn vậy nó không có đúng rất phải ha, chọn dày rõ ràng không, chọn hai cọc cái đặt, xong rồi mình bấm Ctrl R copy. Thì để copy á, mà cho nó sướng á, nó rồi vậy để dùng cấp đúng không. Rồi mình sẽ biết vô đây, mình chọn chỗ này nè, mình đi qua đây
mình apply một cái, thấy không? Xem là thấy không, mọi người thấy chỗ này có chữ VS không? Nè, nó là Ctrl Z đó, bấm một cái là nó chọn tiếp, là mình lại chọn điểm này, mình lại đi tiếp. Rồi mình apply. Được không? Thì các bạn thấy không? Thì mình kiên nhẫn mình ngồi mình làm thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà mình biết cách làm thì mình thấy là nó sẽ nhanh hơn. Tại vì vậy là thầy đã xử lý được ba cái móng giống nhau. Nó nắm được không? Đúng được không? Được đúng không? Rồi tiếp tục làm tiếp nha. Đây bây giờ tới cái móng ba cọc này, được không? Thì chúng ta biết rằng cái móng ba cọc này nè, thực chất nó cũng giống cái móng hai cọc thôi, nhưng mà nó thêm một cọc ở đây. Khoảng cách giữa hai cọc này nè là 3D, cọc này 300 nhưng 3D là 900, như vậy là từ đây qua đây là 900 và nằm ở giữa. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đề xuất tôi làm như thế này. Tôi cũng vẽ nó, tôi cũng copy nó. Các bạn xong rồi, tôi sẽ copy cái này đi sang 0.9 này. Đặt xong rồi tôi kéo về hai cái điểm này bằng cách là Ctrl M, này cũng có dạy rồi. 0.9 là phần ít luôn. À, thấy không? Xong, xong rồi tôi sẽ mu toàn bộ cái móng này, mu này từ cái điểm giữa này, đây, lùi rồi đây, đẹp lại, xong, được không? Cách người ta làm không? Thấy nhẹ nhàng tình cảm không? Cái nào mình xử lý được là mình xử lý, còn cái nào mình không xử lý được thì mình phải mô hình đâu. Ok không mọi người? Có nghe tôi nói người bạn. Ok ha. À, cứ như vậy mình mô hình tiếp thôi. Ở đây thôi thầy sẽ làm hết cho mấy đứa luôn. Rồi bây giờ tới hai cái đài này, cái đài này á mọi người, cái đài 13 này thì nó sẽ hơi khác so với những cái đài này một xíu ha. Đó là tại tại sao nó sai 90 độ lên các bạn ha. Nhà cái móng nó sẽ dài hơn một xíu, nó dài hơn bao nhiêu thì cái đài này nè là nó là 1,5 m, còn cái này 1,9 m, có nghĩa là nó sẽ sụp lên khoảng 4 tấc, 400, các bạn hiểu không? Thì các bạn cũng có thể bắn điểm ra bằng mô hình nha. Nhưng mà ví dụ như tôi á, thường là tôi làm vậy, tôi cũng chọn hai cái điểm này ha, xong rồi tôi cũng copy này mọi người, tôi cũng copy từ cái điểm này, à, tôi để ở đây đó, xong rồi tôi apply nè, được không? Đó thì nếu mà như vậy thì nó quá là bình thường đúng không các bạn? Đấy, xong rồi á, mình sẽ xoay nó, mọi người xoay nó là mình có thể ra này, mình chọn cái điểm xoay nha, chọn ở đây mình xoay nó chỗ này đó, sẽ 90 độ và mình xóa nó từ chỗ đi, đâu nè mọi người thấy không nè, một cái đó thấy chưa? Xong rồi mình sẽ kéo cái này lên 4 tấc đúng không? À, kéo cái này lên đúng không ạ? Một 0.4 thầy giải thích rồi. A nó là theo phương y đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra lại này, xem thử có phải 1,9 không nhỉ? Phải 1,9 này. Đấy. 1 mét này hoàn toàn chính xác. Đấy. Các bạn thấy cách chúng ta xử lý vấn đề không? Được không mọi người? Được không? Đấy, có những cách MU, không phải MU em ơi, M chứ không có MU em ơi, M là mu á. Thì mình động não á, hiểu không? Thì chỉ thì kiểu tư duy á, chứ không có bắt buộc phải làm cách vậy nha. Tại vì tôi thường mình tu mà nhanh, tôi phải tìm cái cách nào đó để mà nó nhanh, mình chia sẻ với mọi người thôi, mình không có bắt buộc mọi người làm, hiểu không? Mấy đứa hiểu không?
ha, ví dụ làm cái này thì được 10 điểm rưỡi gì đó, không còn không làm theo cách bình thường thì được 10 điểm, được chưa? Em nghĩ là không bắt buộc em nào mà lãnh hội được đó, thì cái tốc độ và xử lý vấn đề nó sẽ tốt hơn. Mình chia sẻ mọi người thôi, mình vẫn chỉ cho mọi người cách truyền thống nha, bắn điểm thôi, cứ bắn điểm là được rồi, còn không thì mình có thể xử lý theo cái tư duy như vậy đó, được không? Và cứ như vậy chúng ta xử lý thôi. Cảm mọi người thấy không, mình môn rất là nhẹ nhàng, mình cảm à, rồi tiếp tục mình môn tiếp nè. À, ví dụ bây giờ tới cái bóng này đúng không? Hay là cái bóng này thì mình có thể sửa, mình bắn điểm cũng được cho mọi người, nhưng mà mình có thể sửa là mình thấy ngay này, mình đưa tay cái bóng này nó là mình đo thử, mình đo thử từ đây đến đây thì nó là 600, thì trong này là 1 mét thì giờ nó lùi là 400 đúng không mọi người? Dạ 400. À, thì chúng ta sẽ copy cái này lên đây mình sửa lại được không? Này tư duy này, mình chọn hai cái này, à, mình control R tiếp, viết lên nhất bỏ chọn đi nha, mình đi từ đây này, à, có thể mình đi trung điểm này nè mọi người, không mình đi đây, mình đi lên trên này, mình đặt like cái này, để đây đi, đúng không? Xong rồi mình sẽ chọn hai cái nút này nè, mình control M, mình giờ nó lên 0.4 này, đó, xong rồi mình move hai cái đứa này xuống, move này, rồi mình bắt cái trung điểm này, mình đi xuống đây, ok. Được không? Đúng rồi, người ta gọi là tư duy thôi. Các tư duy thì vấn đề mình sẽ thì xử lý nó nhanh không? Không, không mất nhiều thời gian. Ok rồi, cứ như vậy. Rồi, bây giờ cái móng này nó tương tự như cách làm bên kia đúng không? Mình cũng copy ra. Nè, copy thì mình chọn về. Đúng không? Mình cứ làm bình thường đây là copy này. Mình cứ đưa cái này. Mình đưa giữa giữa của cái cột này. Cái chắc. Nó biết lại. Đó, đây này. Không? Xong rồi cái gì cái này mình copy lên đúng không? Đấy, mình copy lên là 0.9 là thầy giải thích rồi, 3 lần đường kính đúng không? Rồi kéo cái này là control M 0.9 là đi như cách này không? Đó. Rồi sau đó mình sẽ chọn kéo lén ha, mình mua nó lại, mua cái trung điểm là thằng này này mình lùi gì đây, để mình ép lại cái đó. À, thì khi là lùi thì nó bị mất cái cọc thì mình chịu khó mình dán lại, không sao cả. Cái này thì nó có đó, giờ là mình đã được được không? Tương tự như vậy thì làm tiếp luôn ha. Bây giờ tới cái nàng này, thằng này á, thì mình đo thử nó này, nó là một cái chữ nè, một cái chữ nè, thì mình thấy ra sao? À, nó giống như trang này luôn đúng không các bạn, giống như trang này này xong tất. Ok, sửa được luôn nha mọi người. À, mình sửa được luôn ha, có thể mình mô hình hay là mình sửa được mà ngày chính tất nè. Ok, mình sửa được nha mọi người, mình sẽ tăng lên bao nhiêu chính tất đúng không, chính tất. Ok, chính tất như vậy thì mình có thể mình lấy cái này mình sửa được không? Được, mình thường xuyên mình lấy cái này mình copy nó ở giữa đi, copy ở giữa chỗ này đúng không, lại cái xong rồi copy hai cái này đi xuống các bạn, copy đi xuống ha, chính tất là 0.9 có trừ đúng, xong rồi chọn hai cái đầu này đó, cũng đi xuống luôn nhưng mà bằng cổ lên cụ tre m đó đúng không ạ, để nó kéo cụ tre m nó kéo xuống từ phần chính giống như là stress đó. Ok, xong rồi mình sẽ chọn khéo léo nha mọi người, chọn khéo léo nha đó, khéo léo nha, rồi mua nó lại ở điểm giữa nè, mua nó lại đây cũng dễ luôn, thấy chưa? Đó, chúng ta được cái món này đây. Cũng như thế, cũng như thế. Đây cái món này, 1 mét. Mét sửa được không? À, món này nó y chang như món dưới này thôi, nó lùi là 400 thôi, có gì đâu. Vậy thì mình sẽ chọn cái này, chọn này mình copy lên, đúng không? Copy lên nè. Bây giờ tạm thời là mình cứ lấy cái điểm cái giữa đây nè. Đó, mình đưa lên đây. Lại cái coi. Rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái này lại mấy tấc, mình mua nó lại là 4 tấc đúng không? Là 0.1 đi lên. Đó rồi, mình lại chọn cái thanh này, mình lại mua nó xuống. Giữa này. Mua xuống đây. Rồi. Mua về luôn, thấy chưa? Được không ta? Đấy, thì đó là cách để chúng ta mua rất là nhanh. Ui, Sài Gòn mưa quá trời luôn vậy mọi người, cái thu luôn. Thấy chưa?
Ê, nãy giờ thầy làm cái tư duy như vậy đó, các mô hình như vậy mọi người nắm được không? Đấy. Chứ mình ngồi mình bắt điểm thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ mất thời gian một xíu, thấy không? Còn khi mà mình hiểu vấn đề, mình điều chỉnh như tôi á, thì nó sẽ nhanh nhạy hơn một xíu. Đó, là cứ vậy mình làm cho cái móng này. Móng này ha, móng này thì nó y chang móng này nè. Mình xây chiếc độ lên xong. Như vậy thì mình có thể mình chọn cái móng này nè. Đó, chọn nó. Mình xoay nó, ha. Mình copy, mình xoay nó, đúng không ạ? Copy, mình xoay nó, thì mình đưa nó lên trước đã, đưa nó lên vậy. Đó, mình apply cái xong rồi mình chọn lại nó, rồi mình xoay nó, xoay đặc biệt này, xoay ở tâm này, bụng nó chỉ đỏ, xóa đối tượng cũ là xong. Cái đài một cặp như vậy thì mình sửa luôn, mình lấy cái này qua đây mình sửa đây, đúng không? Đó, vậy thì mình sẽ chọn hai này, copy nó, nhớ bỏ này nha mọi người. Rồi mình đi cái tâm này này, mình đi qua đây, nằm ở giữa luôn nha mọi người. Đó, rồi cái này mình kéo lại mấy tâm. Cái này là 6, bây giờ mình kéo lại là 9 đúng không? Kéo lại 9 thì control mà nó tắt đi lên 109 đây. Đó. Thấy không? Rồi như tôi đã nói là nó sẽ bị mất cái này thì mình gán lại thôi. Gán lại thôi. Thôi, cứ như vậy mình làm tiếp cho cái móng này. Những móng này nó hơi xuyên xuyên thì mình có thể mua thẳng luôn cũng được, nhưng mà không nhất thiết, không nhất thiết nha. Rồi, nó sẽ giống như cái móng này. Ok không? Đấy, copy lên nè. Đấy. Lên đây, lại. Đó. Bây giờ tới cái nút này, nó cũng chèn nút này đúng không? Thì chỉ cần mình lùi lại là lùi lại xíu thôi. Đây, mình sẽ chọn cái điểm này. Đây này. Cái điểm này mình sẽ lùi lại chính tất đúng không mọi người? Rồi. Mình thấy là mình mơ hồng luôn cái cặp này luôn, cặp cái móng đơn luôn. À, như tôi đã nói chúng ta sẽ làm cho nó cái là xong. Ok, thì chúng ta sẽ thấy được cái sản phẩm này. À, thì mơ xong rồi đây. Đây các bạn, ok luôn. Rồi, những cái cột này thì bây giờ mình sẽ xóa những cái cột này đi nha. Còn một cái nóng từ máy nè, có 4 cột này. Chưa đấy, bỏ xong rồi đấy. Ok không mọi người, bưng hoài đấy, ok không, nắm được giấy hết không? Rồi thì đó là cái cách mô hình nha, mình chỉ thêm cho mọi người thấy là cách để tư duy rồi mình mô hình thì nó sẽ nhanh hơn. Ok mà bây giờ cũng đã hết thời gian rồi, mình sẽ gửi link vào người ở lại nha. Trước khi gửi link thì mình nói là một số cái ý, đó là cái ngàn này mọi người thấy không, thì mình đang làm vậy thì nó còn ngàn không có đúng ha. Mình phải mô hình xong rồi thì mình chịu khó nha, xuống mình vay giống như móng băng á, chọn hết nhà mình sẽ bỏ ngàn đi đây nè, nhớ không? Đó thì nó mới đúng nè, các bạn nhớ nha, được không? Chứ không là mình lát nữa mình chạy nội lực đó mọi người nó không có đạt đó, thấy chưa? Nhớ bỏ ngàn nha, thì khi đó cái bản vẽ mình nó sạch sẽ đó. Mình có thể tắt cái nút đi. Đó. Mình sẽ thấy là nó rất là nhanh thôi chứ không có gì gì đâu, nó người thấy không, mình vẽ một cách là đẹp sạch sẽ luôn. Đó thì nhớ là không còn có những chất ngàn gì đâu nha, nó chỉ có cặp thôi. Rồi thì bây giờ mình mô hình xong rồi đó, giờ mình đi kiểm tra xem thử là cái phương án mình đề xuất này nó có đạt không, và nếu nó đạt mà nó không đạt thì nó biểu thị qua cái thông số nào. Thì bây giờ tôi sẽ lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Ok nha, bây giờ mình tắt gửi lên đại nha.
Bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình nha, mình sẽ gửi cho mình cái mình đã mô hình xong nè, mình sẽ gửi cho mọi người để các bạn nào thích thì mô hình chung với mình cho nó vui. Dạy học nè, đây đây cặp nè đó, em nào mà muốn chạy chung với mình thì chạy nha, mình sẽ chỉ cho các cái bạn thiết kế này đó cũng tham gia rồi. Đấy, mọi người nào mà muốn chạy chung với mình thì tải về đi. Tải về xong thì mọi người sẽ chạy chương trình nhé. Đấy không? Đấy, chạy chương trình nha mọi người. Đó, bây giờ mình chạy nè. Chạy. Đây mình chạy xong rồi nè, đó mọi người thấy chưa? Đấy. Thì khi mà mình chạy như vậy mà mọi người, à, thì chúng ta sẽ phát hiện được cái vị trí à, cộng nó không đạt, nó có sẽ có cái sự biểu thị nha mọi người, cái biểu thị thì nó không đạt là không đạt chỗ nào, cách nào để nhìn mà biết nó không đạt, đúng không? Bây giờ mình làm xong mình không biết nữa. À, cái đoán trường mình tính cộng mọi người thì người ta chỉ tính được những móng như thế này thôi. À, tính rất mất thời gian thì mỗi lần tính thì chỉ tính được một cái móng thôi, còn nếu phần mềm á nó hay hơn là một lần tính là tính được hết luôn. Rồi bây giờ mình sẵn sàng chưa, mình sẽ chỉ nè. Bây giờ các bạn muốn kiểm tra cái móng này nó đủ hay không á thì chúng ta nhớ tất cả các cái trường hợp khi mình tính á thì nó đều phải bé hơn bề thiết kế, thì mình sẽ chia ra hai trường hợp là có gió và không gió. Trường hợp mà không gió chính là trường hợp là tĩnh tải, đúng không, CB1 hay là ULS1. Còn trường hợp có gió win thì ta sẽ cho phép nó tăng lên 20%. À, cái chỗ này thì nó sẽ viết lên nó dài cho các bạn dễ ha. À, mình viết là như vậy, nghĩa là đối với trường hợp mà thì cái chữ B cộng nha, cái gọi là PI nó phải bé hơn là bằng chữ B thiết kế này. Thì đó là trường hợp này. CB1 là nó bé hơn. Còn nếu trường hợp này á cho phép này, cái BI đúng không ạ? BI. BI. Ủa. BI. Đấy. Bé hơn nhưng mà là bé hơn 1.2 lần. À, lý do là vậy đó, đúng không? À, không biết mọi người được học nào. Và một ý nữa đó là cái BI này nó không được là lực nhổ, nghĩa là nó phải luôn luôn là dương. À, chúng ta sẽ kiểm ba cái điều kiện này. Nhất này là so sánh với lại tổ hợp không gió, điều kiện thứ hai là so sánh với trường hợp có gió là để cho phép 32% theo cái tiêu chuẩn, cái điều này cái tiêu chuẩn. Và điều kiện thứ ba là chúng ta đang thiết kế cột chịu nén, nếu mà nó dương như vậy thì kết luận là cái cột này nó đang bị nén chứ không phải bị kéo, không hiểu biết không, là kiểm tra đồng thời thỏa mãn ba trường hợp này cho mọi người đó, ok không? Hiểu không trời, nó lý thuyết mọi người hiểu không vậy, đúng không? Được không? Hiểu không? Có ai thắc mắc gì thì hỏi đi. Cái phần mà tôi mới giảng nè, đó, phải thỏa mãn ba cái điều kiện này nè. Đó, mình sẽ đi kiểm tra từng trường hợp như vậy, đồng thời thỏa mãn nha. Không phải là chỉ thân 1, 2, 3 thỏa mãn cũng không đạt luôn.
đấy, cho các bạn thấy thời gian. Cái này mình cũng được học trong cái môn nền móng á mọi người, à, học trong nền móng có ba điều kiện này. Nhưng mà trong đó thì mình có thể mình học mình sẽ chi tiết kỹ ha. Rồi, ok ha. Rồi, không ai ý kiến gì thì coi như là chúng ta hiểu ha. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra nè. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra với cái CB1 nha mọi người. Mình sẽ xem cái phản lực của cái cộng. Rồi, mình xem cho CB1 chính là U là F1 nè. Mình xem để dạng table đi. Rồi, bây giờ nó nhiều cái đơn vị quá thì mình có thể đưa về đơn vị tấn nha mọi người. Mình đưa về đơn vị tấn và làm tròn một con số nè, đơn vị của này sẽ chỉnh là đơn vị tấn con mà đó. Thôi, mình làm tròn không luôn đi cho nó dễ chịu nha mọi người đó. Đấy thì chúng ta thấy nè, giờ mình sẽ chụp hình lại nha, mình sẽ đánh dấu cho các bạn thấy cách làm thiết kế này mà mình thẩm tra luôn á. Cái bề thiết kế của mình đó là bao nhiêu, bề thiết kế mình đó là đang tính là 4 tấn thì cái chỗ nào mà lớn hơn 4 tấn là fail, mình đánh dấu nha. Đây các bạn, nguyên cái cọc này fail này, mình sẽ khoanh lại fail fail. Và những cọc mà tôi đề xuất này là xử lý à. Đó, không thỏa không thỏa không thỏa là coi như phương án ở những vị trí này là phải điều chỉnh hết. Ví dụ chỗ này phải tăng cộng này, đúng không? Chỗ này phải tăng cộng này. Đấy, hai cái em làm này, cái cách nào nó tôi biết nhưng mà nó phải vậy. Thỏa mãn là nó bé hơn 4 tấn. Vậy là trường hợp đầu tiên số 1 không thỏa mãn. Kết luận luôn. À, thì nói cái yếu tố số 1 mới dễ hiểu không? Mà ba điều kiện mà có một cái không thỏa rồi thì hai cái kia kiểm làm gì để mày đúng không, ba cái cùng thỏa có một cái không thỏa rồi thì xong rồi đó. Thì đó rồi bây giờ tới lượt cái thứ hai là tổ hợp bao của lễ này là đấy, cái tổ hợp bao mình cũng kiểm tương tự nhưng mà trường hợp tổ hợp bao á nó cho phép là tăng lên 1,2 lần, có nghĩa là 40 thì cái B của mình lúc này mình chỉ kiểm tra là bằng 1,2 lần nhân cho 40 tấn là bằng nhiêu ta, là bằng 50 tấn đúng không mọi người. Đấy, rồi nó tăng lên được xíu đúng không, đấy chưa à, khoảng 50 tấn, 48 tấn, 50 tấn thì mình vẫn coi nè. Đấy, thì cái này là 48 này, cái này đạt nè, vậy là hai cái cọc này không đạt đúng chưa. Cái này không đạt này, cái này không đạt này, cái này không đạt rồi đấy. 46 rồi vẫn đạt, nhỏ hơn thì ok. Rồi như vậy là những chỗ này là không đạt, không đạt đúng không, không đạt. Phải điều chỉnh, em điều chỉnh như nào tôi không biết, đó là chuyện của em. Tôi kiểm tra thấy không đạt thì tôi nói không đạt thôi, được chưa. Đó là điều chỉnh số 2 và nói luôn điều kiện số 3 đó là chúng ta xem cho trường hợp gì, mình là đó, mình còn có dấu trừ không, không có dấu trừ không thì mình thấy là cái trường hợp này sẽ thỏa mãn này. Số 3 là tất cả ý cái này có dấu trừ mình được à, có dấu trừ nha, đó là cái BI à, nó phải lớn lớn không đúng không, nhưng mà ở đây mình thấy là ở đây có những cái này à, dấu trừ đây quý vị thấy rõ không à, dấu trừ này. Dấu trừ nha, dấu trừ, dấu trừ đó, dấu trừ nè quý vị ơi, dấu trừ nè, trời ơi nó banh nhà luôn, như là cũng không đạt luôn, như là những cặp này bị nhỏ, cặp bị nhỏ ha, đó, có hiểu cũng muốn không, cặp bị nhỏ, đây nè, mình có thể xem cái dạng row nè,
cho mình hiểu được cái cọc nhỏ là như thế nào. Rồng này, bấm 3D này. Đó, các bạn. Đó, thì cái cọc hướng xuống này mọi người thấy không? Còn cọc nhỏ này, nó hướng xuống này. Đó, hai cọc hướng xuống này, trời, phần lực hướng xuống này thì có nghĩa là cái lực kéo, đúng không? Cọc nó này đi kéo, kéo, cọc đi kéo. Mình thiết kế là cọc chịu nén này. Nó hướng xuống này, thấy không? Đó, bây giờ fail, đó, fail hết, fail hết. Đó. Còn nắm được chưa? Quá là chuyện vừa luôn, đúng không? Và cái phần mềm nó làm rất là nhanh, nó cho được cái quả ngay là mày đã tào lao rồi đó. À, nắm được chỗ này không mọi người? Đó, ba điều kiện, không có điều kiện là khó chứ. Ngày mai em vẫn cứng nhắc em làm chi vậy? Không hiểu gì chứ. Người ta hỏi là không hiểu chứ mà vậy đó. Học hành kỹ sư gì đâu mà không hiểu chứ. À, đúng chưa? À, mô hình tự vui, nè, mô hình tự vui, không biết phân tích, dạ. Rồi, vậy thì bây giờ cái giải pháp là gì? Chúng ta phải tìm ra. Thì hầu như chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà nó xảy ra như vậy á là lý do. Một phần á có thể là do lực nó quá lớn, một phần á có thể là gì? Chúng ta đang tính á là những cái móng này nó làm việc độc lập, các bạn xem nhé. Đang tính là móng này làm việc độc lập. Nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì với nhau trơn á, cái móng này không ảnh hưởng gì với nhau trơn á. Các bạn đặc biệt những móng lệ tâm như vậy nữa nè. Đó, lệ tâm này các bạn thấy không, lệ tâm này. Đó, độ lệ tâm rất là lớn dẫn đến cái cặp này chỉ kéo rất là nhiều luôn. Các bạn hiểu không? Thì bây giờ mình muốn giảm được lệ tâm như đã nói là chúng ta phải thêm cho nó những cái dạng. Thêm cho nó dạng. Cho nên lúc này các bạn thấy là trong các bản vẽ của thầy nó xuất sự xuất hiện của những cái dạng móng. À, chứ không phải tự nhiên có nha quý vị. Tôi cũng phải thiết kế từ từ nha quý vị, mà không phải tự nhiên đâu, nó có lý do của nó ha. À, được không? Mà cũng không phải tự nhiên là tại sao tiết kiệm nó 46 tôi cũng phải tính nữa. À, nhưng mà những cái tiết kiệm này nó sinh ra có lý do. Các bạn chú ý ở đây nó có cái dòng mỏng, cái dòng mỏng không? À, nó có lý do ha. Rồi vậy bây giờ để giảm được lệch tâm thì mình nhớ là chúng ta sẽ làm nó là em học, được không? Rồi vậy thì mình giờ mình sẽ chỉ cho cách bạn xử lý nha. Bây giờ mình sẽ lưu mô hình này ra, mô hình này là đúng tâm rồi. Bây giờ mình sẽ lưu mô hình này ra, gắn móng cặp nhưng mà có dàn, có dàn, không giống nha, có dàn móng đó mọi người. Rồi mình sẽ xử lý nó như thế này. À, mình đưa mình đứng vậy nè. Đó, mà mình sẽ khéo léo mình chọn nha, mình chọn khéo léo như này, có hết cục rồi đi, rồi mình để chọn toàn bộ cái móng, nó mình copy lên, đưa lên trên, trên xóa được cái cổ đi, đó. Các bạn, lúc này mình đã đưa lên trên, à, thế là người ta làm móng ở trên nằm trên mặt mặt sàn như luôn này để cho nó dễ thi công cũng thuận tiện. Rồi, ok này. Rồi ở những cái vị trí này thì sẽ đổi tiết diện nó. Bản chất những cái này đó là cái tiết diện là dành 200-400. À, mình sẽ chọn nó, mình sẽ chọn lại tiết diện nó. Đổi tiết diện này, này đó là cái 46. Rồi 46. Ok, ở đây chưa có này, thầy sẽ add thêm vô nha, add thêm vô. Bin 40x60. Học sinh lè 6 là chữ kèm, về tổng là 4. Đó, ok chưa? Rồi, cái dòng này á, có thể mình sẽ làm dòng 200-500 cho nó nhìn đặc kỳ. 2 năm, à, 2 năm 2 4 gì cũng được nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giữ nguyên cái giá trị này ha. Lưu nè. Hai chỗ này nó bị mất cặp thì mình nhớ mình gán lại cặp cho nó như quý vị. Gán lại cặp. Đấy, cho nó hết rồi. Đấy, rồi cái chỗ nào mà nó chưa có cái dầm thì mình cũng cố gắng mình gắn cho nó cái dầm luôn. 46 nè. À, cái dầm này cũng là dầm 46 luôn. À, rồi bắn cái dầm này lên đây. Bắn cái dầm này xuống đây. Được chưa?
đó. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Ok đúng không? Đây đúng cái dòng này. Đây. Mình chỉ ít chút lên cho bạn coi. Đó, cái dòng của nó là vậy đó. Cái dòng 46 này. À, cái dòng này cũng muốn sống luôn này quý vị. Sống luôn nha. Thôi giờ mình chạy lại coi đủ chưa, à, đủ chưa nha, chạy nè. À, lúc này là dầm móng đang làm việc với cái móng rồi đó. Rồi mình xem lại phản lực nè, rồi mình xem chỗ lượng một trước nha, cái bồ nè. Đó, hồi nãy á, là nó có những cái nó chưa có đủ đúng không? Số 1 này. Cái này nè, nó chưa đạt rồi đúng không? Tấn nè. Giờ mình xem thử nha. Đạt không ha? Mình cứ thấy không? À, 35 tấn nè. À, 30, 30 nè, 28 nè. Đó, nói chung là mình thấy là lớn nhất là nhiều hơn nữa. Lớn nhất là mình thấy là nó có 34 nè, 35 nè. À, ở đây. À, chỗ này là thì làm mất một cái cọc ở đây, ok gắn lại thêm một cọc, là mất một cọc là mệt lắm đó mọi người. Ngồi chạy lại nha, một mất một cọc mà nó đã đủ rồi, nó vẫn đủ luôn em thấy không, thấy không đâu. Rồi đó, rồi mình xem là phản lực thôi, thấy không, ok luôn, đủ hết. Vậy là phương án một đủ ha, đồng ý không? Không, dòng móng là không có phải là đà kiền nha Tùng. Đà kiền á, nó giống như kiểu là nó đỡ như những cái hệ móng không có nguy hiểm, đỡ tường rồi cái nọ hơn, đơn giản thành ra rồi thì mình sẽ gọi là đà kiền. Còn riêng cái dòng móng á, nó là một cấu kiện chịu lực, chứ nó không phải là nó không chịu lực nha. Đà kiền này nó gần như nó cũng chả chịu lực, nó giống như kiểu dòng phụ thôi, theo đi Tùng, đỡ tường rồi này nọ. Còn dòng móng này chịu lực nha, dòng móng là làm việc chung với cái móng, hiểu không? Nó có ý nghĩa của nó. Dòng móng là cấu kiện chịu lực, nó cấu kiện chính và cấu kiện quan trọng cho ngôi nhà. Còn đà kiềm là tôi gần như tôi cũng chả quan tâm, đà kiềm mà nó có cái gì đâu nó đỡ tường bậy bạ thôi, nó giống như cấu kiện phụ, có đúng có không sao, không ảnh hưởng gì ha. Nhưng mà dòng móng là nguy hiểm các bạn thấy không, tôi chỉ cần thêm cái dòng móng vô là cái phương án một của tôi nó thỏa mãn ngay, được không, được không mọi người? Hồi nãy là rõ ràng không có dòng móng là không thỏa mãn. Không, rồi bây giờ xem tiếp nha. Các bạn thấy hay chưa? Xem tiếp nè, mình xem chơi cái tổ bào. À, mình xem trường mát này. Đó. Thì hồi nãy tổ hợp ba mình coi coi có cái nào không thỏa không? Số 2 nè. Là 48 tấn đúng không? 48 tấn. Thì mình thấy là ở đây nó có một số cái nó còn lớn, nó cũng không thỏa, thấy không? Thì mình xem thử cái nào. Đó, thì mình thấy nè. Trong trường hợp này mà cho 48 tấn rồi nha mấy đứa. Thì mình thấy lớn nhất là nhiêu? Hồi nãy chỗ này tới 75 mình. Đó, bây giờ nó đều với luôn, phân bố đều, thấy không? Các bạn thấy chưa? Chỉ cần vẫn giữ nguyên số lần cộng vậy, vẫn y chang vậy, mà chỉ cần thêm dòng móng vậy thôi, là nó cân bằng lại ngôi nhà này, cân bằng ngôi nhà này. Cái chỗ này là 75 luôn này, bây giờ nó còn có 41 tấn này, thấy không? Nè, 74 này, 75 luôn, 71 luôn nè, thấy không? Đó, không có dòng móng là nó vậy đó mọi người. Còn đây có là nó cân bằng lại ngay. Hiểu tại sao tôi phải đưa dòng móng như chưa? Nó quá hay luôn mọi người, thấy không? Quá hay luôn, đã tìm ra được chân lý rồi. Các bạn giờ này các bạn đã được tôi hướng dẫn những cái này thôi rồi, hay là các bạn khá là hên, khá là hay đó. Đến bây giờ vẫn nhiều kỹ sư tôi thấy nó cũng đâu có hiểu gì đâu, nó hiểu gì về cái món cặp như gì, tôi hỏi tại sao cái dùng món nó đâu không biết, thì tôi đương nói nó đâu bao giờ nó làm gì đâu mà nó biết, thấy được chưa? Cũng giữ nguyên số lượng cặp nó thôi mà để mình tăng mình món. À, cái phần được tập em nè. Rồi, phải chúng ta kiểm tra điều kiện số 3. À, số 3. À, mình nè, xem thử nó có cái nào không. À, rõ ràng chúng ta thấy không hề có. À, đây, chúng ta cứ xem dạng mũi tên này. À, 3D này. À, chúng ta xem thử là hồi nãy mình xem là nó cứ xuống đúng không? Bây giờ hoàn toàn xuống lên á. Thấy chưa? Đó, các những cái dòng mọc tuyệt vời không anh trời. Còn gì để nói nữa? Về phương án này đã gì? Hoàn chỉnh. Xong. À,
một cái quá trình thiết kế nha, mình đã chia sẻ tại như mọi người hết rồi. Không không phân tích cho các bạn từng cái một. Đó, còn lại là mình sẽ đi tính toán thép thôi. Mình thép thôi. Đó chỗ này không? Mình đi qua phần tính toán thép cho các bạn luôn. Mấy đứa khác thì có mấy thằng nó học ở cái trên hồn nó bị thính. Rồi bây giờ mình chỉ qua phần tính toán thép luôn nha, để mọi người lên TikTok ha, mình nghe kỹ sư TikTok nó nói để mình mắc cười nó không à, mình mắc cười nó à, bố trí thép trên thép dưới là nói tùm lưng tùm lưa hết, cuối cùng mấy anh không hiểu nữa hết. Giờ muốn hiểu nè, muốn hiểu là giờ nghe tôi nói nè không à, giờ tôi nói tôi chứng minh chứ hai các bạn, giờ bố trí thép thì có cần thép trên không, có cần thép dưới không, đúng không? Hay nói câu chuyện giờ mình sẽ tính cho các bạn một cái tính một cái đài đây, bây giờ mình tính cho các bạn đài là tâm này đen, ok không? Đài này là kinh điển nè, đúng không? Đài này một mét, còn này một mét rưỡi nha, mình sẽ vẽ strip nó. Muốn tính là phải vẽ strip. Rồi bây giờ mình vẽ strip cho nó là nếu mà bạn muốn tính trung bình thì bạn có thể vẽ như này. A đi, à, mình vẽ 500. 500 là 1 mét đó mọi người. Rồi bắt trung điểm nha. À, rồi ở giữa đây mình bắt trung điểm luôn. Mình chọn là bề. Thì cái bề rộng này là 1 mét rưỡi cho nên mình phải là 750. Đúng không? Đọc rồi. Mình xếp hết rồi. Đây. Rồi mình sẽ làm một cái móng cho mọi người thôi, một cái móng mà mọi người hiểu rồi thì đây, đây hiểu rồi đấy, đó thấy không? Rồi chúng ta có thể sewit đây nè, cái này mình đã học anh xếp rồi, đây này được, này có tên nè, C ra một, C ra hai này, đấy, có thể mình xem lần lượt này, xem A trước nè, đó A nha, rồi B nè, đó thấy không? Là nó phủ kín hết cái móng của mình, được không? Cái này được không? Nghĩa là muốn tính móng của một cái móng đài để tâm thì mình phải strip phân ra AB tùy vào bề rộng của móng mà chúng ta nhập cái giá trị. 1 mét thì nhập một nửa là 500, 1 mét rưỡi thì nhập một nửa là 750. Vẽ từ trái qua phải dưới lên trên, y chang như thầy dạy cũng xếp. Còn nhớ không? Rồi, ok đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chạy, mình phân tích nè. Chạy nè. Rồi, trên đó mình sẽ mở cái bản tính sang lên ha. Sang này mình có thể tính như là dầm cũng được đó mọi người. Tính dầm cũng được luôn quá. Rồi, đây. Đây ha. Ok rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái màu hình các bạn nha. Đây, đây. Bây giờ mình sẽ strip form nè. Được chưa? Đó, anh như xếp thôi đúng không? Mình xem nè. Máy trường hợp mắt thử nha, mình xem mắt thử nha. Và layer A nè. Đó, A nè. Rồi, thấy chưa? Rồi, chỗ này mình cũng sẽ bỏ măng nè, mình lấy chữ lớn luôn. Đó, lấy không. Đó. Rồi, thôi, bây giờ mình tắt cái tên này cho mọi người dễ nhìn nha. Rồi thì nó nè 249 nè, bây giờ ở dấu trừ 249 rồi thấy không, thì không biết là nó căng trên hay căng dưới, bấm 3D nè mình sẽ biết được nó. Đó, như vậy là thằng này nó căng dưới 249 trừ 249 căng dưới nè, do mang dấu trừ là vì sao, vì cái etap á là chúng ta thấy rằng nó có cái trục tọa độ nha, mình nhìn vào cái trục tọa độ trục chết hướng lên trong khi biểu đồ hướng xuống
Như vậy thì hướng xuống là ngược chiều trục z trong mang dấu trừ. Mấy đứa hiểu không? Chứ không phải thấy dấu trừ là mấy đứa hiểu là nó căng cân nha, không khó, không có. Ở trong ETAP nó quy định theo hệ trục tọa độ tổng thể, có nghĩa là x, y, z, z hướng lên, biểu đồ mình hướng xuống ngược chiều z cho nên là dấu trừ. Có nghĩa là nó căng dưới, chứ không phải là căng trên. À, nghĩa là chúng ta phải nhìn cái dạng biểu đồ 3D của nó này, nó căng dưới mà, nó đâu căng trên đâu. Vậy là bố trí phép dưới này, và phương phương trình dài của móng này bố trí dưới 249 và bố trí bao nhiêu thì thầy sẽ tính. Hay ha. 250 đi. Hai trăm năm mươi rồi cái B này nè, cái B mình nó là bề rộng tính toán là 1 mét là 100, chiều cao là 80, à, thép lớp dưới thì mình tính khoảng 15 cm, 15 lần đó. À. Rồi nó ra yêu cầu là 15 cm nè, mình chọn thép nha, ở đây mình sẽ chọn là phi 12 đây, bề rộng 1 mét này, chia cho các bước là 20 rồi đúng không, không đạt rồi. À, mà tăng lên, tăng đây lên 15 này, à, phim 12 trong tử đó chưa đủ luôn đúng không, vậy là 100 này đó cũng chưa đủ luôn các bạn. Vậy có thể mình sẽ tăng vật liệu lên, ví dụ mình tăng vật liệu B55 FCB 400 như vậy thì xem đủ không, đủ thấy chưa, là phim 10 A100 là đủ, phim 12 A100 A100 là đủ. Vậy là phương này á thầy sẽ đặt là phim 12 A100 phương này này. À, thì tính toán nha với B55 nha. Đây. À, xin lỗi, nó thường nằm dưới mà. Đó, được chưa? Phí 12 A100. Đó, cứ dạng mình đặt đặt thêm phương trình dài. Đó. Okay. Đó. Đó. Không có thép lớp trên nha, rõ ràng mình không thấy có nha mọi người. Thì mình đặt thép dưới theo phương trình dài. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ xem cho layer B. Ở B là theo phương phương cạnh ngắn nè, nó có thép trên này mọi người thấy không, 152 này, thép dưới là trừ 83, thì mình tính thử coi nè, 152 là thép trên nè, còn cái này mình ghi là phương dài đi, à, đây phương gọi là phương ngắn, được không, phân biệt nè. Rồi thì thép trên là trừ 122, à, cái bề rộng tính toán là 150 và 80 nhân 10, thép trên là mình tính là 5 thôi, thép dưới là 83, à, thì 15. À, dưới là 3, 15, 15 là dưới là phải 15, trên là 5 thôi. Thì mình sẽ chọn phi 12 luôn đi. Và mình coi phía trên phi 12 này. Phía dưới thì mình chọn này, à, bề rộng chia cho 20. Là đủ không? Đủ. Nên phía trên đó mình sẽ chọn này, bề rộng chia cho 20. À, cũng đủ luôn. Đó. Nghĩa là phi 12 ở trên đó là đủ rồi. Đó không? Trên là đủ rồi đó. Phi 12. Giờ mình sẽ đặt luôn. Cái phương này á, thì mình sẽ đặt hai phương. Phương này thì được tính toán xong là mình sẽ đặt hai phương là như vậy đó, thép trên nè, thép trên nha, trên đây đó là đặt phi 12 A200 là đủ, được chưa, thép dưới nè, nó có thép dưới luôn nha mọi người, thép dưới là phi 8 này đó, cũng là phi 12 A200 luôn đấy, mà thép dưới nó nhỏ quá có thể mình giảm phi 10 được không, cũng được đó mọi người, được luôn á, giảm phi 10 được không? Được nè, ví dụ bây giờ thay đổi này là phi 10 này. Phi 10 này. Đó. Đúng, vẫn đạt này. Đó. 200. Mình có hiểu không? Mình có hiểu cách tính khác không? Mình thấy vô lý không ta? Có nữa là thấy vô lý không? Đó. Thầy hiểu không? Hiểu không nè? Đó, thầy tính xong á, thầy nói nè. Theo phương trình dài đặt phi 12 A100. Theo phương trình ngắn thép lớp trên phi 12 A200, phi dưới phi 12 A200, nghĩa là thép trên thép dưới này gần như là thép cấu đạo luôn. Ví dụ thép trên bây giờ thầy đặt cái cây này là phi 10 cả đủ không? Đủ luôn nè mọi người, phi 10 đủ luôn nè. Thấy không? Gần như là cấu tạo luôn. Được không? Phương dài ở trên. Phương dài ở trên là sao? Không có em. Thì đồng không có luôn anh Thần đồng ơi, đi đâu mà không có luôn em. Nè. Làm gì có thép trên đâu, biểu đồ Bowman nó đâu có thép trên đâu, nó nằm dưới hoàn toàn mà, nghĩa là thép trên không cần, hiểu không, không cần. Và em ăn đặt thì gọi là đặt cấu tạo đó. À, còn về biểu đồ Bowman không có luôn, không có biểu đồ Bowman căng trên để em không thành mặt thép, còn em ăn đặt thì em đặt cấu tạo,
À, nhưng mà theo phương cảnh ngắn á, là có trên có dưới, trên là 122, ở dưới là 83. Có ràng mình thấy giá trị mong manh, thấy mình đã có ràng. Đây. 122 là trên này, trên là đây. 83 này là dưới này. Đó, mình tính bố trí này. Có, thì nó có giá trị mong manh thì mình bố trí. Được không? Vậy là mình đặt như vậy được không? Long An. Theo em sao? Được đúng không? À, đấy. Thì rõ ràng mình tính ra mình thấy được, nhưng mà thật ra mình làm gì cũng không đúng. Đấy không? Mình thấy không? Trong trường hợp như vậy nè, rõ ràng mình làm đúng đâu. Tôi phân tích cho bạn nghe này. Cái thép này thì rõ ràng là bằng đúng rồi. Cái thép này là bằng đúng nè. Mình đặt ra là không có nói nha. Theo phương cảnh dài tôi không nói nha. Nhưng mà theo phương cảnh này nè. Bỏ cái thép luôn đi. Phải phân tích. Bạn biết tại sao? Bỏ luôn. Tại vì á, nếu bạn tính vậy á, bạn phải tính cái này trước nè. Bạn phải hiểu nè, là ở đây á, nó có cái dầm nó giao vô. Mấy hiểu không? À nè, cái chỗ này nè, nó có một cái dầm này nó giao vô. Nó có cái dầm giao vô nè, thấy chưa? Thấy không? Đây là một vùng giao vô, và trong cái dầm này thì có thép dầm. Bây giờ thầy sẽ đi tính thép dầm nha. Thầy sẽ đi tính thép dầm cho các bạn coi, dầm móng nè. Thầy mở móng bằng thép dầm lên. À, thầy sẽ tính cho các bạn đứa coi nè. Đó, dầm đây. Trong cái thép dầm này mình hiểu sâu nha. Mình thấy cái thép dầm này nó đi vô trong này đúng không? Là từ 330. Mình tính thử cho bạn coi. Dầm này. Từ 330, dầm tiết kiệm là 40 và 60. Đó, 5 cm mình sẽ đặt là phi 3 cây 20 đi. 3 cây 20, 6 cây 20 đi. Và không đạt luôn. Đúng nha, thế thì mình sẽ đặt là 4 cây. Và 4 cây. Ok chưa? Bây giờ là mình sẽ đặt 8 cây nha mọi người, 8 cây 20 thì nó mới đạt. Mình có hiểu không ta? Nè. 350 là 18 20, như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chỗ này nè. Cái chỗ này nha, mình tính được là 8 cây 20 có nghĩa là chỗ này à, các bạn, bạn hiểu gì nè. Khi mà nó giao với cái móng này nè thì cái thép dầm á nó sẽ đi về một thanh nè. Hai thanh này. Mỗi thanh này tương ứng là 4 phi nha. Anh có hiểu không? 4 phi 20 này. Rồi cây này cũng là 4 phi 20. Được chưa? Là 8 cành nó neo vô đây rồi. Vậy thì cái mô măng của cái đây nè, bây giờ mình tính thử mô măng này nó cần thép không? Nó cần thép không? Các bạn xem. Đây, mình phải khi đó là mình phải xét 8 cây này vô trong cái mô măng này nữa, à, là mình sẽ đặt 8 cây. Mình xét riêng 8K20 nè. Là nó đủ chưa? Đủ rồi nè. Nghĩa là đâu có cần đặt thép đâu mọi người. 8K20 nè, nó chịu được cái mô mang này rồi. Mấy đứa hiểu không? 8K20 đây nè, thì nó đã chịu được cái mô mang là 122 đây rồi. Em đặt thép làm gì nè? Đúng rồi. Thép chậm nó gánh rồi, 8K20 nó gánh trơn rồi. Đúng không? Rõ ràng mình thấy cái mô mang một cái đài thép trên nó là 122, mà trong khi mình đặt 8 cây thép mình đã neo đi rồi mà. 8 cây nó đủ rồi nè. Đó giờ mình tính 8 cây đủ rồi nè. 122 mà đặt 8 cây 20 là nó đủ hết trơn rồi. Mình không cần đặt thêm thép gì trơn. Mình đặt vô là thừa. À, cho nên là trong trường hợp này nếu em đã có dầm móng thì em chắc em đặt thép trên cũng được. 8 cây 20 mới đủ rồi mà. Được không? Còn nếu đặt thì chẳng qua em đặt cây phi 10 ở 277 vậy thôi. 250 cũng được, đặt cho có gọi có tạo thì nó không có chịu lực gì hết. Cho nên những thằng nào mà nó nói là móng lệch tâm ở trên rồi phải chịu lực chính đó. Mệt quá. Lực chính gì? Nó có thép đâu mà lực chính. Thép móng trong đài lệch tâm mà làm gì bây giờ móng là không có thép luôn, đặt có tạo luôn. Chứ làm gì chính cái phủ. Mà nếu đặt là đặt có tạo chơi thôi. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Tôi là cái chứng minh rõ ràng nha các bạn ha. Như vậy chúng ta thấy rằng cái dầm móng là đặc biệt là chính, chứ không phải là cái đài thép đài. Thép đài lúc này không cần luôn. Thép đài lúc này rõ ràng chúng ta thấy chứng minh không có luôn ha. Được không nhờ? Vậy vậy thép đài thì chỉ cần là lớp dưới này, thép phương cảnh dài lúc này mình tính toán nó có. Được chưa? Em ha, rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Rồi.
đó, toàn bộ nội dung cái phần toán của một cái thế là quan trọng, mình hướng dẫn cho mọi người thế rồi đó. Đừng có đâu, anh ấy nắm được hết đâu. Đấy. Còn tính phép dầm móng thì nó như cái dầm bình thường thôi, mọi người đâu có gì khó đâu, đúng không? Đó. Mãi mình tính nhanh cho mọi người rồi đó. Đó. Như là cái dầm bình thường thôi, mình mở môn băng lên, tính bình thường thôi. Đấy. Môn băng lên, thì nó cũng giống như môn băng nha, nó sẽ ngược chiều. Đó. Chiều đó, không thì nó sẽ ngược đó. Và những cái ngày như vậy thì cái móng nó sẽ hơi phức tạp một xíu. Mình xem cái biểu đồ môn băng, mình bút thép cho nó hợp tí. Xem biểu đồ mà mang của khác cho nó hợp lý. Cái này tôi cũng nói rất là rõ rồi. Còn tính toán dòng này, đúng không? Nè, bắt nút này. Đó, cái mọi người nhìn trên này, đó, dưới này. Cắt hết. Ở đây cắt hết. Ừ. Rồi, được không? Hello, nắm được chưa? Đấy, thì đó là toàn bộ cái quá trình mà mình thiết kế một cái món cài. Ok nha, đấy cái đó từ lúc kiểm tra đến toán bố trí tháng rất là tuyệt vời, rồi như vậy là tuyệt vời rồi đó. Ok đó, đấy bài giảng có thể đến đây là kết thúc được cái này, để hướng dẫn cho mấy đứa hai cái phương án móc là món băng và món cọc rất là chi tiết thì đủ rồi đó. Đấy, và còn lại là các bạn có thời gian các bạn muốn mình tính toán thì các bạn luyện thêm. Rồi, hôm thứ ba thì thầy sẽ dạy thêm cho mấy đứa được một cầu thang. Được không? Cầu thang, chúng ta sẽ học về cầu thang để chúng ta xem được cách tính toán và thiết kế cái cầu thang bố trí khác nó như thế này. Ok không mọi người? Ok không ạ? Ok nhé. Rồi, về nhà làm cho thầy nhé. Rồi, ok. Thì thôi thầy dừng cái bài giảng ở đây. À, đấy. Ok. Rồi, xin chào các bạn luôn nha.